Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp đi hết chặng đường 5 năm với nhiều dấu ấn quan trọng về một Quốc hội không ngừng đổi mới để đáp ứng những trọng trách mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Đóng góp vào những thành tựu chung ấy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình với 7 đại biểu đã thể hiện bản lĩnh trí tuệ, trách nhiệm cao trước cử tri với mong muốn đưa hơi thở của cuộc sống đến nghị trường Quốc hội. 4 năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Nguyễn Hữu Miệu vẫn được con trai ông là Nguyễn Đức Quang nhắc mãi. Là thương binh nặng, như một lẽ đương nhiên, ông Miệu sẽ được công nhận là liệt sĩ khi mất do vết thương cũ tái phát. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện do trong hồ sơ gốc và các giấy tờ hưởng trợ cấp hàng tháng có cách đọc và hiểu khác nhau về tên Nguyễn Hữu Miệu và Nguyễn Hữu Miện. Đúng lúc tưởng chừng như bế tắc, ông Quang đã nhận được sự vào cuộc tích cực trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau chuyến khảo sát tình hình thực hiện chính sách người có công tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô vào năm 2016. Về xã đây thì đoàn gặp xã và đoàn cũng lên gia đình tôi gặp. Đấy, thì coi như là cuối cùng thì khi gặp xong đấy thì lúc đó thì tôi cũng được anh trên sở anh về anh bảo là phải tìm được một cái gì huy chương kháng chiến giải phóng này. Thì lúc đó tôi có về tìm được cái huy chương giải phóng. Và cùng với coi như là ở xã cũng tìm được một cái giấy gọi là ông cách đây 20 năm là sinh hoạt đảng tại xã Yên Phong. Thì từ hai cái chứng cứ đó thì coi như là biết cùng với đoàn quốc hội là phối hợp vào đã làm xong một thời gian là coi như là đã có làm được chế độ cho bố tôi có bằng Tổ quốc ghi công. Câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Miệu chỉ là một trong rất nhiều việc mà đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm được trong gần 5 năm qua để xứng đáng là người đại biểu nhân dân, kết nối giữa ý đảng với lòng dân, cộng hưởng và kiểm chứng những chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thực tiễn cuộc sống. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và từng đại biểu đã bám sát nhân dân, hòa mình cùng thực tiễn để lắng nghe tất cả tâm tư, tình cảm, sự đồng thuận, hưởng ứng, cũng như những bức xúc băn khoăn của nhân dân để truyền tải đầy đủ tới diễn đàn Quốc hội. Lắng nghe nhưng mà phải lắng nghe một cách đầy đủ tư tưởng, tâm trạng, những băn khoăn, những bức xúc của gì của các tầng lớp nhân dân chứ không phải chỉ có một bộ phận. Thứ hai là phải tiếp cận được với thực tiễn, phải trải nghiệm thực tiễn, phải lăn lộn với lại hoạt động thực tiễn thì mình mới có gì có cơ sở để khi mình lên Quốc hội mình nói thì mình mới thấy nó có cơ sở. 19 cuộc giám sát được tổ chức và phối hợp tổ chức, tiếp xúc trên 40.500 lượt cử tri tại hơn 200 điểm, 546 đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị của cử tri được tiếp nhận xử lý. Những con số này cho thấy khối lượng lớn trong công việc, sự nghiêm túc trách nhiệm của đoàn và từng đại biểu trong hoạt động cũng như niềm tin, sự hiểu biết của công dân về vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đã được nâng cao hơn rất nhiều. Quá phấn khởi, yên tâm và chúng tôi cũng đồng tình, thì cũng rất là cảm ơn đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp lãnh đạo đã về trực tiếp nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng và lắng nghe cái người thực tế của người dân chúng tôi, những cái băn khoăn bức xúc. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là nguyên tắc hiến định. Một đại biểu chỉ thực sự làm tròn nhiệm vụ khi thực sự là đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Do đó, niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân sẽ luôn là lời nhắc nhở, mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ của Quốc hội và mỗi đại biểu trên hành trình phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân.